vẫn tiếng Trung về tiền. Hello, 你们好，我是翟老师。今天呢，我们就学一下跟钱有关系的词语。好，那我们就开始吧。交钱，交钱，要定，拿定，懂定。一手交钱，一手交货，某代要定，某代要喊。一手交钱，一手交货，一手交钱，一手交货。付钱，付钱，扎定，坦端。这顿饭谁付钱啊？bữa cơm này ai trả tiền vậy? 这顿饭谁付钱啊？这顿饭谁付钱啊？取钱，取钱，入定。等我一下，我要去银行取钱。đợi tôi một chút, tôi phải đi ngân hàng rút tiền. 等我一下，我要去银行取钱。等我一下，我要去银行取钱。缺钱，缺钱，给钱还是没钱？我最近真的很缺钱呐、啊，要不然都特实热给钱。我最近真的很缺钱啊！我最近真的很缺钱呐、啊。还钱，还钱，trả tiền. Nhưng mà dùng cái trường hợp là trả lại số tiền đã mượn đã vay. 都一个月了，你什么时候才能还钱呢？ Cũng một tháng rồi, bạn khi nào mới trả tiền được? 都一个月了，你什么时候才能还钱啊？都一个月了，你什么时候才能还钱呢？就很难。Hello, 你们好，我是 Jay 老师。Hôm nay chữ đa âm của mình sẽ học sẽ là chữ hãy và có hai âm đọc. Một là hãy, hai là khoản. Ok, mình cùng vào bài xem nhé. Hãy, hãy vẫn hay là còn. Hãy dụ, còn có. Nì hãy dụ chỉ tha sư mơ. Bạn còn có việc gì khác không? Nì hãy dụ chỉ tha sư mơ. Nì hãy dụ chỉ tha sư mơ. Hãy sư, hãy sư, hay là hay dùng trong câu hỏi nhé. Nì yào hơ trà hãy sư cà phê. Bạn muốn uống trà hay là cà phê? Nì yào hơ trà hãy sư cà phê. Nì yào hơ trà hãy sư cà phê. Hãy hào, hãy hào, may là cũng được, tạm tạm hoặc là khá tốt. Hãy hào, yếu nì zài wǒ shēn biān, may là còn em ở bên cạnh anh. Hãy hào, yếu nì zài wǒ shēn biān. Hãy hào, yếu nì zài wǒ shēn biān. Hoán, hoán, hoàn trả. Hoán trại, hoán trại, trả nợ. Nì xiǎng bāng tā huán zài mā? Bạn muốn trả nợ giùm anh ta sao? Nì xiǎng bāng tā huán zài mā? Nì xiǎng bāng tā huán zài mā? Huán shǒu, huán shǒu, đánh trả lại, trả đòn. Tha tả nì, nì wèi shěme bù huán shǒu? Anh ta đánh bạn, tại sao bạn không đánh trả lại? Tha tả nì, nì wèi shěnme bù huán
手。他打你，你为什么不还手？还原，还原。trở về trạng thái ban đầu, khôi phục trạng thái ban đầu. 你能帮我还原这幅画吗？bạn có thể giúp tôi khôi phục lại trạng thái ban đầu của bức tranh này không? 你能帮我还原这幅画吗？你能帮我还原这幅画吗？小山把的做搞弄。Hello， 你们好，我是周老师。做搞弄，听说有一些朋友还不会用这三个字。好，那我们一起来看一下吧。做做 làm thường làm những công việc cụ thể và nó có thể ghép với rất nhiều từ ngữ khác nhau, không giới hạn từ ngữ nhé. 做事情要认真, làm việc phải nghiêm túc. 做事情要认真, 做事情要认真. 他做饭很好吃, cô ấy nấu cơm rất ngon. 他做饭很好吃, 他做饭很好吃。搞搞弄弄 hai chữ này đều mang nghĩa là làm, nhưng mà hai chữ này nó có điểm giống nhau và điểm khác nhau. Mình cùng nhau coi điểm giống nhau của nó trước nhé. Cạo cạo nung nung làm, nhưng mà dùng trong trường hợp là mình nghĩ cách để làm gì đó hay là nghĩ cách để có được gì đó. Tha cạo tao liang trang chơ piao lở. Tha nung tao liang trang chơ piao lở. Anh ta lấy được hai tấm vé xe rồi. Tha cạo tao liang trang chơ piao lở. Tha nung tao liang trang chơ piao lở. Tha cạo tao liang trang chơ piao lở. Tha nung tao liang trang chơ piao lở. Nì chú gạo điện chứ đà bà. Nì chú nung điện chứ đà bà. Bạn đi làm chút đồ ăn đi. Nì chú gạo điện chứ đà bà. Nì chú nung điện chứ đà bà. Nì chú gạo điện chứ đà bà. Nì chú nung điện chứ đà bà. Gạo gạo nung nung làm. Trong trường hợp này sau hai chữ này sẽ cộng với một bổ ngữ, và bổ ngữ thường gặp là bổ ngữ kết quả. Ví dụ như là chua miệng bài chiến thủ. Ní cầu chiến thủ là mơ. Ní nông chiến thủ là mơ. Bạn làm rõ chưa? Ní cầu chiến thủ là mơ. Ní nông chiến thủ là mơ. Ní cầu chiến thủ là mơ. 你弄清楚了吗？你有没有搞错啊？你有没有弄错啊？ Bạn có làm sai không? 你有没有搞错啊？你有没有弄错啊？你有没有搞错啊？你有没有弄错啊？Phần này mình sẽ nói về điểm khác nhau của hai chữ này, cạo và nộn. Mình sẽ nói chữ cạo trước nhé. Cạo cạo làm, nhưng mà trong trường hợp này là làm những cái công việc hay là những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực nào đó. Tha shi gào jiao yu de, cô ấy làm về giáo dục đó. Tha shi gào jiao yu de. 他是搞教育的，他是搞艺术的，安达兰为艺术的，他是搞艺术的，他是搞艺术的，搞搞 làm. Trong trường hợp này là mình có kinh nghiệm để làm những chuyện gì đó hoặc là mình rành làm gì đó.
Ví dụ là mình tạo một mối quan hệ hay là mình làm một hoạt động vân vân. 你应该跟他搞好关系. Bạn nên làm tốt mối quan hệ với anh ấy. 你应该跟他搞好关系. 你应该跟他搞好关系. 你想搞什么活动啊? Bạn muốn làm hoạt động gì? 你想搞什么活动? 你想搞什么活动? No. No. Làm. Trong trường hợp này, điểm khác nhau của chữ no thường chỉ có một cái thôi, là từ làm, nhưng mình làm những cái tiêu cực. Ví dụ như là mình làm vỡ hoặc là mình làm hỏng. Ví dụ như là 我的手机是不是你弄坏的? Di động của tôi có phải là bạn làm hư không? 我的手机是不是你弄坏的? 我的手机是不是你弄坏的? Học hát nghe Trung Hoa. Hello, em hỏi chị Trái Lão Sư. Chắc hẳn trong các bạn có rất nhiều người rất đam mê nhạc Trung Hoa đúng không nào? Nhưng mà bởi vì nhạc Trung Hoa nó rất là dài, rất khó hát, cho nên mình không thể nào hát được nguyên bài được. Vì vậy hôm nay mình sẽ chỉ bạn cách phát âm, cách đọc của những điệp khúc ngắn và hay cho những bạn nhạc tiếng Trung đang hoa trên TikTok hoặc là YouTube hiện đây, để bạn có thể ngưng ngay được vài ba câu nhạc tiếng Trung đó. Ok, mình cùng nhau bắt đầu nhé. Yi xin chuẩn ta hải, sao trời biển cả. 会不会我们的爱像星辰守护大海不曾离开会不会我们的爱像星辰守护大海不曾 Lý khai Hội bú hội Wo mân tờ ai Xiang xin chân sầu Hù tạ hải Bù thần lý khai Ờ Giản tan tờ xinh phú Hạnh phúc giản đơn Ping ping tan tan Giản tan tờ xinh phú Bù hội zài yô gú đu Zài man chẳng tờ lưu thú 等下一站结束平平淡淡简单的幸福不会再有孤独在漫长的旅途等下一 站结束平平淡淡简单的幸福不会再有孤独在漫长的旅途等下一站结束 三, 丢了你 đánh mất em. 我总在每一个黑夜想你嘲笑自己傻得可以没懂得珍惜那么轻易丢了你我总在每一个黑夜想你嘲笑 自己傻得可以没懂得珍惜那么轻易丢了你我总在每一个黑夜想你嘲笑自己傻得可以 没懂得珍惜，那么轻易丢了你。